Dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 1, miền Bắc duy trì trạng thái tạnh giáo, trưa hưởng nắng và trời ấm lên rõ rệt. Trung bộ vào đợt mưa kéo dài, Tây Nguyên và Nam Bộ xe lạnh về đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2023, ngày cuối của đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch 3 ngày, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét khô, nền nhiệt tăng nhẹ cả ngày và đêm. Cụ thể ban ngày trời có nắng nhiều hơn, đêm giảm rét buốt và tăng 2 độ so với hôm qua, thấp nhất là 13 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Dự báo rét khô sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cũng trong ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có rông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa rông ở khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên duy trì hình thái thời tiết ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ cao trên 27 độ, đêm hạ thấp nhất 15 độ, trời rét. Khu vực Nam Bộ ngày nắng cao nhất là 31 độ, nhưng đến tối và đêm muộn người dân sẽ cảm nhận rõ rệt trời xe lạnh với mức nhiệt thấp nhất là 21 độ.